hai con si đẹp quá. Lâu lâu chợ mới có cái si đẹp. Nhìn con này mà không thấy lá tưởng si Nhật nhỉ. Da trắng. Trắng. Kia vách biếc hay hơn này. Ở phía này. 5 triệu. Đặc quá. Kia hay. Chưa về à, tưởng về rồi. Đang định về ra đây thấy nhiều cây hay quá. Đằng này hay nhiều cây đẹp hơn đằng kia đấy. Cái si đẹp này. Ở dưới có cái si này. Đấy. Lại dừng xe nghế tí bạn. Không được đều nhỉ. Nặng quá. Không không được đều. Xì rất hay. Phía bên này thì hơi kém. Quất hết chưa anh? Lấy hết luôn à? Đây đấy. Cùng mô. An ninh TV. Mày hay đấy. Mày hay nhưng khó nhìn quá. Chính ra cái này mới hay. Khó nhìn. Con này là chốt bao nhiêu vừa nãy đây anh? 5. 5 à? Hai con đều bằng nhau à? Con này bởi vì nó bị che thôi, con này hay đấy. Cái làng hay cái chiếc hoành cũng được. Vách bên này hơi kém. Tối quá. Nước cây hay đấy. Khỏe nhờ mẹ. Mầm lên kinh. Khỏe thế. Lá vào mặt tay vậy. Là trăng gì đấy. N2T bonsai anh ạ. N2T bonsai. N2T bonsai. Ừ, có xem một vài lần. Và lâu lâu mới thấy cái si ra hồn. Cám này tôi về vặt hết nhỉ. Vặt hết cái cám. Đây à, cây của huynh à? Cây của anh. Này thì ông ấy phải chở cho chứ. Đây, ông ấy chở cho một cây. Thôi, về thôi là được lý rồi. Về thôi. Xong là nghỉ luôn đấy, đúng không? Thôi. Thôi, bán thế thôi. Bán vợ bảo dặn rồi đi vào đến 3 bồn cây, đi vào được 1 cây là về. Thế thì đéo cần bán đấy. Đẹp. Ngày tiền thế là đủ rồi. Đẹp. Phiên sau còn có cái bán. Phiên sau còn có cái mà bán. Đường Vi. Không chơi đây đường Vi. Để rẻ đấy, để về đấy. Để rẻ để về. Cây đấy mà sạch sạch thì dễ cám, nhìn này phết đấy. Xì hơi tối.
Điếc to quá. Con này mẹ nhìn như là đại cụ. Bà đi thì cứ mua củ đi. Bà đi. Bà đi. Cái du. Hả? Cái du. À ừ nhỉ. Nó đang bật mộc ra. Đi. Kinh nhỉ. Anh em toàn đưa nhau một chết. Con này là bao tiền ạ? Rẻ thế này. Bớt rồi. Hai trá. Tầm mấy triệu thôi. Ra con này đẹp hơn con kia. Đúng rồi, em bảo con này đẹp hơn mà. Chứ là ra ăn nhiều kia mới là con chơi. Con này nó là con đẹp nhưng mà con này chỉ là cái đi thôi. Vấn đề là con này vách viết, con này con kia nó chỉ đặc. Con này giờ bầm hết đi cả, nhìn là mới đẹp. Nếu mà si thì phải chơi con này. Nhưng mà cây khác thì phải chơi kia. Chú này nó phải. Con kia trông đơn giản. Mỗi ông chơi nó phải lùn như thế này mới đẹp. Ông chơi trực. Si là phải có vách có viết. Con này sắp tay gạch đẹp lắm. Cú vợ ông gà hốt hai cây này. Là lấy một gốc kia rồi, là lấy nó lấy này. Hết rồi, lấy cả hai cây rồi. Là một chậu. Hải đen. Đó, ở đó. Giờ xuống ở cùng anh em Minh Tó. Ngày trước nó toàn sửa cây ở trên cụ đi chợ là phải cần đôi chục đi. Có cây đẹp cũng hốt. Vượt lên luôn, vượt luôn. Không có thì chần chừ đấy là có thằng hốt ngay. Mấy con trực tận tầng ngày xưa. Tối quá chả nhìn thấy gì. Cải của bố. Con núi đấy là hải là biết rồi. Học gần gần nghĩa là cây lên rồi. Cảm giác chắc không đến đâu nhưng mà dù sang bên này xem nào, dọn về sớm chứ. Về đây cũng xong phim rồi. Bảy củ hay nào đấy, bảy củ á, bán được giá đi. Da này không biết bao nhiêu. Da là ít người chơi. Bỏ. Đẹp vẫn chơi hết. Cũng bán ở nhà mới được. Vọng cách à? Ngắm con này mãi không ăn à? Vọng cách. Ngưa. Ba bao tiền anh? 2.7 kìa. 2.7. Vọng cách. Ta vọng cách. Vọng cách. Vọng cách kìa. Đấy, ông vọng cách trong này, cụ vọng cách. Xanh này kinh khủng. To. Chở hết lên xe rồi đấy. Sẵn sàng đi về đấy. Ngày thì ở chợ khó bán lắm. Có giá trị quá cao quá. Mấy chục là ăn nghệ thuật. Là nghệ thuật đấy.
hơi bị dính vào thân tí các bạn nhỉ. Tay rơi hơi dính vào thân. Này bao nhiêu anh? 4, 5 ạ. 5 triệu. Ghê quá. Này thì dân tình chơi làm sao được. Đấy cây lọt lọt mắt hỏi. Căng quá. Thuật 5 triệu thì không chơi được, chơi được một cái khác. Tiếc, đành biết tiếc thì cái làn này. Hạng này là hạng cây cao cấp ở chợ rồi. Anh này thì không muốn hỏi, hỏi tiền núi. Đấy.